Chiều nay, đoàn giám sát chuyên đề về quản lý sử dụng biên chế công chức hành chính của Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện giám sát tại quận Liên Chiểu. Thực tế cho thấy số lượng biên chế ở mỗi cơ quan hành chính thuộc quận Liên Chiểu hiện nay quá ít. Mỗi biên chế hành chính thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải kiêm nhiệm từ hai vị trí trở lên. Cá biệt ở một số cơ quan hành chính như phòng tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị, thanh tra, kinh tế, văn hóa thông tin, y tế, có số lượng biên chế làm công tác chuyên môn từ 1 đến 2 người qua thực hiện đề án vị trí việc làm và thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị quận liên chiểu gặp khó khăn do địa bàn rộng dân số đông khối lượng công việc ngày càng nhiều trong khi số lượng biên chế được phân bổ chưa đáp ứng được so với tình hình thực tế quận liên chiểu kiến nghị thành phố xem xét rà soát cân đối điều tiết lại số lượng biên chế giữa các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố phù hợp với điều kiện tự nhiên diện tích quy mô dân số và các đặc thù để đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu quả